Hôm nay video này hai mẹ con lại tiếp tục test cho mọi người nghe âm thanh của bộ Mixer F4, nhưng mà một dòng mic cao cấp hơn nhá, BCK600. Mic bắt nhạy hơn và chất âm chuẩn hơn cho những anh chị nào hát dòng nhạc vàng bolero trữ tình nha mọi người nhá. Mọi người cùng nghe âm thanh của bộ hát này lại qua giọng hát của mẹ em nhá. Tuổi đời chân đến cuối gót hòn đại lộ đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa, hồn lặng thầm tư đi vào dĩ vãng, đường tình không chung lối mà nối đến cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu em dắt mông vườn tròn tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi ước theo chân. Em tan rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm cho lệ sâu thắm. Rồi vừa rồi mọi người đã nghe âm thanh của bộ Mixer F4 và mic BCK600 nha. Đó thì âm thanh mọi người nghe thấy rất là hay đúng không ạ? Và anh chị em nào mà nghe âm thanh của bộ hát này thấy hay, comment phía bên dưới cho em một cái nha. Còn muốn mua bấm vào giỏ hàng nha. Thắc mắc nhiều hơn hãy để lại comment hoặc là inbox trực tiếp cho em để em có thể hỗ trợ cho mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.